Chị thông báo cho tất cả các em, bây giờ đang là buổi chiều và trời cũng chuẩn bị mưa. Tuy nhiên hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt hơn so với những ngày khác, chính là ngày cuối cùng chị sống trong rừng. Nói đến đây chị cảm thấy lòng mình hơi nao nao. Sau một tuần ở rừng thì rừng núi đã mang đến cho chị rất là nhiều những trải nghiệm thú vị, kèm vào đó là những khó khăn, vất vả và những nguy hiểm nữa. Chị không nói đến việc chị có thích ở rừng hay là không thích ở rừng, bởi vì dù có thích hay là không thích thì chị cũng phải trở về với thành phố, có rất là nhiều công việc đang chờ đợi chị. Tuy nhiên trước khi đi thì chị muốn làm một vài điều, đó chính là trả lại những gì vốn có cho rừng xanh. Đầu tiên thì chị sẽ gỡ bỏ căn nhà yêu quý của mình. Đây là căn nhà cũng đã mang đến cho chị rất là nhiều kỷ niệm. Sau đó là cái ao của chị nữa, chị rất là thích cái ao này. Và cuối cùng là chị phải trồng cây vào chỗ mà chị đã dựng nhà. Lúc mà chị đến như thế nào thì khi đi chị sẽ trả lại cảnh quan như cũ. Trước tiên thì chị sẽ dọn dẹp tư trang cá nhân. Các em thấy đấy, sau hơn một tuần ở rừng thì đã có rất là nhiều thứ thay đổi. Đầu tiên đó chính là mái nhà của chị. Lúc đầu thì chị đã lợp bằng lá chuối xanh mướt, bây giờ thì nó đã chuyển qua màu vàng. Tương tự như cái mái nhà, cái giường cũng như vậy. Những nan tre màu xanh cũng chuyển màu rồi này các em. Bên đây cũng thế, giường của anh Tiểu Thúi còn chuyển màu đậm hơn cơ. Lọ hoa này là thứ chị cảm thấy rất là buồn, bởi vì nó in dấu ấn của thời gian rõ ràng luôn. Chị đã thay đến lọ hoa thứ hai rồi, nhưng mà nó vẫn héo và khô xác xơ. Cái giường lúc chị mới đóng nó rất là cứng chắc luôn, nhưng mà bây giờ thì nó hết hạn sử dụng, ọp ẹp kinh khủng. Chị đã nhờ anh Tiểu Thúi gia cố lại, nhưng mà anh Tiểu Thúi nói rằng chị còn ở lại đây 1-2 ngày nữa thì cần gì mà phải gia cố, thôi thì cho nó hỏng luôn đi. Đó, thật là thương cái bàn của chị đúng không nào. Còn một điều buồn hơn nữa, đó chính là một em thỏ đã tẩu thoát ra ngoài trong buổi tối ngày hôm qua. Bạn thỏ còn lại thì chắc chắn sẽ rất là buồn. Có nhiều bạn thắc mắc là chị ơi, khi mà chị trở về thì chị có đưa các em thỏ về hay không? Bây giờ thì chị sẽ tiết lộ luôn là chị không đưa các em thỏ về. Bởi vì chị nghĩ rằng các em ấy chỉ hạnh phúc khi được sống ở rừng xanh mà thôi. Trong những ngày qua nhờ có các em ấy mà chị đã cảm thấy rất là vui, có bạn để tâm sự, để chuyện trò. Nhưng mà đến lúc chị trở về, các em ấy đâu giống như chị đâu đúng không nào? Các em ấy thích rừng xanh hơn thì phải thả em ấy về rừng xanh chứ. Các em chim cút cũng như vậy luôn. Chị cảm ơn em thật là nhiều trong tuần qua đã ở với chị nhé. Bây giờ thì chị sẽ phóng sinh cho em thỏ này luôn. Em hãy đi tìm người bạn của mình, tìm về gia đình của mình nhé. Nào nhảy xuống đi em, đừng sợ, cố lên, chiến binh của chị. Rồi, đi đi nhá. Hình như em ấy rất là thương chị thì phải. Thả xuống rồi mà em ấy cũng không đi. Chị cũng thương em lắm. Chia tay thì lúc nào cũng buồn, nhưng mà chúng ta cần phải cố gắng. Rồi, đi đi em. Cuối cùng thì bạn ấy cũng đã chịu đi. Chắc là bạn ấy nhớ bạn kia lắm rồi. Được ra ngoài thì bạn ấy rất là tung tăng luôn nghe mà. Đi đi, đi nào, đi đi. Nhìn thấy bạn ấy chơi chạy nhảy như thế này cảm thấy rất là hạnh phúc đó các em ạ. Đi nào, đi nào, đi đi đi. Có vẻ như bạn thỏ này cũng xem ngôi nhà này là nhà của bạn ấy rồi, nên là bạn ấy cứ quanh quẩn ở đây không chịu đi đâu. Nhiều bạn thì lo lắng rằng không biết chị có biết nuôi các em chim cút hay không. Chị sẽ mở ra cho các em xem. Các bạn ấy bây giờ rất là lớn rồi, không nhỏ bé như lúc đầu đâu. Chị nuôi các bạn chim cút này rất là tốt. Wow, bay cao bay xa nhé các em. Ra đi, còn hai bạn nữa ra đi. Phải sống thật là hạnh phúc nha.
Lại đây nào Thỏ ơi. Chị chỉ thu dọn tư trang cá nhân về thôi. Những thứ chị đã làm như thế này nó đã bị mốc rồi các em mà. Và hình như nó không có thời hạn sử dụng lâu, cho nên chị sẽ để lại. Các em nhìn này, mặc dù đã thả các bạn ấy ra được rất là lâu rồi, nhưng mà các bạn ấy vẫn quấn quýt bên chị. Dường như là các bạn rất là nhớ ngôi nhà này, không muốn rời đi. Các em nhìn kìa, hình như bạn Thảo còn lại đã về nhà. Chắc là bạn ấy về nhà để đón bạn kia đi đấy. Wow. Chị vui quá đi thôi. Chị không ngờ rằng lần cuối cùng này chị lại gặp lại bạn ấy. Cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại. Chị cứ tưởng rằng bạn ấy yêu quý chị mà quay trở lại, hóa ra là bởi vì thích ăn rau. Vườn rau này chị dự định trồng để ăn, nhưng mà bây giờ thôi, để cho các bạn ấy ăn cũng tốt. Trong khoảng thời gian ở đây, nơi này đã để lại cho chị rất nhiều kỷ niệm. Mái nhà nhỏ thân quen, cái chạm bắt bé xinh, cái bàn tre nghiêng ngả. Tất cả những thứ này rồi đây, chị sẽ chẳng bao giờ thấy lại được nữa, nhưng chị sẽ không bao giờ quên nó. Một tuần ở rừng, vất vả lắm. Những bộ quần áo chị mang từ thành phố về đã nhuốm màu đất. Đôi giày này chắc không bao giờ giặt ra được nữa. Tay chân chị có rất nhiều vết xước, vết côn trùng cắn. Nhưng bên cạnh đó cũng là rất nhiều niềm vui. Chị tự tay dựng một căn nhà, làm cái bàn ghế, cắm lọ hoa, được chơi với các em chim thỏ cũng làm chị cảm thấy hạnh phúc. Có những thứ chị nghĩ chẳng bao giờ mình sẽ làm được, nhưng mà chị đã làm được. Ngôi nhà này dựng lên thì khó, phá đi thì nhanh lắm. Bất kỳ cái gì cũng thế, chúng ta luôn phải giữ gìn những thứ mà chúng ta đang có, đừng để mất đi mới thấy nuối tiếc nhé các em. Đêm ở rừng đáng sợ hơn những gì mà các em biết. Chiếc lá khẽ rơi thôi cũng làm chị giật mình. Nhưng không chỉ có vậy đâu. Nhiều khi không biết là ngủ mơ hay là vì chị quá sợ, chị tưởng tượng ra cả tiếng bước chân người đi, mà mở mắt ra thì không thấy ai cả. Rừng thì cũng giống như biển, nó mang đến cho chúng ta rất nhiều thứ quý giá. Người ta hay nói rừng vàng biển bạc mà. Rừng giữ đất, giữ nước, thanh lọc không khí, là lá phổi xanh của thế giới. Vì vậy từ hôm nay các em hãy cùng chị bảo vệ rừng nha. Khi đến, chị đã làm chết một số cây nhỏ để có đất dựng nhà. Nên trước khi về, chị phải trồng cây để lấp vào chỗ đó. Nếu hôm nay chúng ta phá một cây, thì chúng ta cần phải trồng lại 3 cây để bù đắp.
chị lựa chọn cây ngô để trồng vì sau này có thể nó sẽ là thức ăn cho rất là nhiều loài động vật trong rừng. Chị mong rằng mình có thể làm được điều gì có ích cho các bạn nhỏ rừng xanh. Dự báo rằng tối nay trời sẽ mưa, cây ngô của chị sẽ lớn lên mạnh mẽ lắm đây. Cái ao này lúc đầu chị dự định sẽ lấp đi, nhưng do ban đầu nó đã là một cái hố sâu rồi nên không có đất lấp vào. Giờ chị thấy nó thành bậc thang như thế này thì các em thú khi vô tình rớt xuống cũng có thể đi lên được, nên chị không lấp nữa. Thôi chị về đây, chị có rất là nhiều công việc đang chờ đợi. Chị sẽ nhớ rừng, nhớ chim thú lắm. Hẹn gặp lại các em một ngày không xa. À, mặc dù chị đã gửi nhà nhưng vẫn còn một số video quay trước đó. Nếu như bạn nào cũng yêu thương và muốn thấy căn nhà nhỏ xinh này lại một lần nữa thì các em hãy xem video ngày mai nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em!